đẩy cái thể của bạn. Đấy. Như vậy tràn dịch màng phổi nó tăng thể trong phổi của bạn, do là nó sẽ đẩy hiểu đẩy bạn. Vậy đẩy gì bạn? Nó đẩy cái thất sát chỉ bên kia, nó đẩy khí quản của bạn, các bạn thấy khí quản nó đẩy khí quản sang chỉ bên kia luôn. Như vậy đẩy. Rồi khi nó tăng thể lực lên rồi, nó sẽ làm rộng các khoảng liên xương này. Đây là khoảng liên xương, đây là khoảng gian hai xương và kiểu hai xương. Bên này nó sẽ rộng hơn, cho nó tăng thể lực lên. Vậy cái này là tràn dịch màng phổi. Còn hình bên này các bạn, chúng ta tìm cái khí quản thấy các bạn, thấy chưa? Khí quản các bạn, khí quản trung thân bị cái bài khí quản bên này mờ còn vùng màng phổi, khí quản nó bị kéo vào bên này, trung thân nó cũng kéo vào bên này các bạn, bên này từ từ thấy đó, trong bệnh chuột trong bệnh phổi gì chuyện gì, bên này chúng ta còn chút thắt đây các bạn, vậy trung thân bị kéo, khí quản bị kéo các bạn, thì cái này là kéo đây các bạn, kéo mà kéo đây nó tức là nó sẹp các bạn, cái này sẹp phổi các bạn, thì các bạn so sánh cái khoảng da sườn đây các bạn, khoảng da sườn này các bạn, khoảng da sườn thì cả sườn này với khoảng da sườn đấy thì thấy bên này bị hẹp hơn này các bạn, bị hẹp hơn so với này các bạn, bị hẹp các bạn, mình so cả khoảng da sườn bị hẹp hơn, bên kia thấy rộng, anh nên cần phải thấy khó, sẽ phải tập thì mình sẽ trên này thay. Như vậy để chú ý hai cái các bạn, còn miếng mà đóng, có miếng mà đóng cả phổi, miếng đóng cả phổi thì khí quản và trung thất thường tình sự đổ vào trong đẩy kéo, tức là viêm phổi thường đẩy kéo, nếu cũng kết hợp với là xe phổi không kết hợp tràn dịch màng phổi thì chỉ đóng cả phổi nữa thôi, thì nó sẽ giữ trung thất ở giữa khí quản nhiều. Đó là một số cái về gọi là cái các cái phần gọi là điều chỉnh cơ bản, điều chỉnh cơ bản. Vậy phổi thì các bạn có là cảnh đen còn cái phổi còn thì nó còn kẹt vô kẹt hay là kết hợp. Mà phổi thì chúng ta có là cảnh đen, cảnh là tràn dịch đen là tràn đi, cảnh một bên toàn bộ bạn có thể là do tràn dịch trong phổi hay là do gì vậy? Đông là phổi để cho sẹp phổi, từng chất đen rồi nhiều bao sự kéo đầy và nếu mà đây trung thân thấy khí quản từ tại thì mà phổi kéo trung thân kéo khí quản về phía cẳng thì thường là do sẹp phổi. Có gì đi lưu ý là nó sẽ có sự kết hợp các bạn, ví dụ tai thì mang phổi nhưng mà nó kết hợp với sẹp phổi toàn bộ phía trong các bạn thì nó trung thân là đứng yên các bạn, vì lúc đó dịch nó đầy và mang phổi nó sẹp lại và đứng yên hoặc là đông là phổi nhưng mà nếu nó đông tặng nó tăng tiền nhiều trong số viên phổi do các xe khác bạn đông cảm nó tăng thì nhiệt nhiều thì nó tăng thể chất phổi đến mức đầy có bên kia rồi. Và nắm bí của này thì các thành quen chứ bạn, thành ít có phổi thành khó nhất các bạn, khó nhất các bạn, bởi vì cái gì các bạn cũng bất khó, bởi vì người nào đọc được hết các bạn càng đọc càng thấy khó, bởi vì cái này còn được được bạn CT có vậy chứ CT cũng khó, các bạn kiểm thì mình thấy từng tiết và khó này các bạn từ được cái này là phổi, cái này phổi hay cái thành nghiệp cái này đúng thất là cũng phải đúng thất được từng từng cần suy nghĩ nhiều hơn các bạn. Từ gì từng 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 tốt. Anh có giới thiệu một số về năng bệnh lý này. Viêm phổi mà viêm phổi thường thấy chúng ta hình mờ trong đặc phổi có thể là theo thùy đơn thuần hoặc là dài đặc từng đám mà cũng có thể tạo hang hoặc có thể gây ra cái đại dịch màng phổi toàn bộ. Tóm lại viêm phổi thường cho hình mờ có thể tạo từng đám hoặc từng đốt và có thể là theo một thùy hoặc là bên phổi hoặc là dài đặc hai bên mà có thể tạo hang đó xe phổi hoặc có thể kết hợp đại dịch màng phổi. Vậy các bạn cái này các bạn thấy được cái hình này chúng ta đọc được cái đây là tổn thương của khúc kẹt đúng không các bạn, được không, đốt khúc kẹt đúng không các bạn, không các bạn, tôi nó lộn nhộn các bạn, hai là bờ cũng đều cái này cũng thấy những cái đường đen trong này các bạn là những nhân làm khí nổi chứ còn vậy cái này thuộc về đóng đặc phổi các bạn, đặc trong vi phổi cái là gì vậy các bạn, giống hình trong này các bạn, cái này có gì các bạn, xe phổi gì vậy, kéo khí quản, đây là
là kéo trí quần, đó là trí quần trí trí, chủ phụ trí giảm trí quần trạng phụ trí trí phạm. Cách điểm này có gì đây các bạn? Trí quần bực ngang càng nhiều mà phụ các bạn. À, chúng ta có cả cái đường sơ phía dưới này các bạn, sơ sơ phụ phía dưới. Như vậy sơ phụ chúng ta có sơ phụ là tùy chúng ta thấy được hình hình còn thật sự vấn đề thì là chúng ta có thể nguyên nhân sơ phụ là gì mà tức là chúng ta cần CT scan cắt để chúng ta thêm cái nền vú phụ là cái nền gì mà che các bạn ngày trong cả cái kế bào phụ xì cả cái da kế bào. Tuy là tuy này tuy nào các bạn tuy yếu đấy là gần gần giá trị lớn hay là cái ngang và hay là ngang đây là cái hình trục biên ở đây trục biên đây là các bạn rằng của bạn lớn các bạn thì những mặt thẳng này các bạn đây là đông đặc phổi trong cái vi phổi còn cái hình ảnh của này sẽ phổi các bạn cái đường này không vào trong rồi nó không vào trong tuy nhiên phòng thủ tích hình sang các bạn sâu lên em điện hình của viên phần thị yếu điện hình của viên phần thị yếu và đi xóa bờ bên bên phải xóa bờ bên phải của thị yếu thì vào dấu hiệu xóa bờ để giống như trong tâm lực bao trong những thời gian tới giờ thì các bạn là dấu hiệu xóa bờ này luôn u phổ mà u phổ có thể là nhỏ lớn các bạn ấy có thể nhỏ lớn thành cá các bạn. U phổ lớn hoặc là có thể nhỏ bờ có thể thường là không đều do nó áp lực và bờ ngoài thì không đều của gan các dấu hiệu giảm thì u phổ thì u là nằm không rỗng thì do đè các phế quản gốc các phế quản lớn u phổ nó thường nên đi phổ độ xa là xẹp phổ độ xa. Đây là thành của u phổ còn bây giờ là viêm phổi nó u giống nhau cái nào vui quá cái nào tạo thành nổ phổi để cho các bạn nổ phổi hay là khối ở phổi à, tùy theo đặc điểm mà chúng ta sử dụng tới là u phổi là viêm phổi còn chúng ta hay là chúng ta khi mô tả có thể gọi đây là u phổi là viêm phổi có thể gọi đây là nổ phổi là 8M còn đây là khối phổi sau đó có thể gọi viêm biểu như vậy ví dụ đây là cái viêm. Đây là cái u thì thấy vi u có đặc điểm gì hơi khác nhau chút thôi. Thứ nhất là cái u này đặc hơn, u thường đặc hơn. Hai là bờ các bạn, bờ u thường là nó rõ hơn, đặc hơn. Thế này thì bờ thường là không rõ các bạn và trong này không đồng nhất, đặc biệt là có cái khí chất bọn trong. Đó là những cái hình ảnh đặc biệt tương đối sơ đẳng các bạn và thô. Thôi chúng ta có những cái cách để đối tác tốt hơn mà nhưng mà các bạn cứ hai cái đầu tiên dễ thì các bạn đây là hình ảnh u phổi này đây là hình ảnh vi phổi vi cơ phổi vi phổi thường là nhiều đốm nhiều đốm và đốm hoặc là các cốc nhỏ nữa đây là các cốc nhỏ trong bao nhiêu chỉ cần các đốm nhỏ đốm lớn này chúng ta có thể gặp cũng lao trong các bệnh lý viêm nhiễm khác thì đều có nhưng mà viêm cổ này gặp hơn hoặc là hình này thôi chỉ cần cổ nhiễm đốm bao bông bay đặc biệt viêm cổ thường nằm vùng đáy hai bên đáy nhiều hơn đáy nhiều hơn bình vô số các đốm dài là hai bên trường cổ tập trung nhiều như vậy là đặc biệt viêm cổ. Cho nên các bạn nhớ hình này các bạn nhé, cái này là bất thường. Bất thường có nhiều đốm và đã khai đường phổi, nhiều vùng đầy và nhiều vùng những cơ phổi. Thành khác bằng giảm phế quản là sự giảm hồi phục của cả phế quản. Như vậy trên hình mình có cả cái nang, cả cái cấu trúc nang các bạn, là cũng có thành đấy các bạn. Và cái thành sản phía trong có thể có các mực dịch khí bên trong, do là cái này là các mực dịch khí trong cả cái nang kém phế quản giảm
Em mở tìm kiếm, em mở tìm kiếm. Đây là một cái dạng của Việt Nam đây. Cái này thì mình hình của bạn các cái năng rồi có cái mực tìm kiếm cho đã chỉ đến chất phụ, chất tiết, dịch nhảy cho chất tấm. Như hình ảnh của này của bạn các cái năng thì hình này là hồi này là bên trái, bây giờ chuyển đến bên phải, hình trái được mang phổ đã mờ nằm vùng đáy, xóa vùng hoàn toàn, đây là đường cong đang nằm rồi, đường cong lòng lên trên thành đôi này không ạ, trạng khí mang phổ, đây là đường trạng khí của bạn, đây là đường phổi tạo. Đây là đường gì? Đây là gì đấy mọi người? Trong dịch đấy. Có gì luôn? Trong dịch. Có. Dịch. Ngang rồi. Ngang là do gì mà? Tạm dịch trong đàm khí. Tạm khí dịch mà thôi. Đây một ngang rồi. Một ngang. Một ngang là do hai cấu trúc có cái đồng độ khác nhau. Thường thường nhất trong hình ảnh chúng ta đọc là khí dịch. Khí dịch chúng ta có cái ly lượng ta vậy. Lý điểm ta đây là lý điểm cái trực tay lý điểm tức có một ngang như vậy lúc nào có một ngang này thì tỏ là lý này là màu trắng tới màu đen hoặc bức lý điểm có một ngang này gặp trong chỗ nào và một ngang này gặp trong trường nào áp xe hay gặp nhất tàn biệt trạng khí mong phổ hay gặp thì đó là phần một số hình ảnh truyền lý chúng ta chỉ gặp phần này mình chỉ gặp tuyến phổ hình trắng không gòn và đám có thể còn bộ phổi hay là theo gì cũng tùy xe phổi u phổi khối u phổi tim phổi nhiều lỗ nhỏ hoặc là lớn bằng thậm chí gan phổi tất cả những phổi. Ít thứ đồng các đường này là vùng sáng thôi, đây là các thành của các nam khí nó bị tai biến nam khí và một số nặng là kết quả số một cái gì các bạn, số hai các bạn biết phần thiết yếu số ba gì các bạn, sẹp phổi phía trên phía bên phải ở đây các bạn. Tràng khí, tràng khí. Tràng khí quẩn. Cái này là dịch. Tràng dịch. Tràng dịch mạng phổi. Đây là tràng khí mạng phổi. Tràng khí dịch mạng phổi. Vậy có một số hình mà chúng ta hay gặp quẩn về trong này có những hình khác được quẩn như là các thang, thang phổi, các thang của mình chúng ta gặp các sơ, với là vôi quẩn. Đấy, chúng ta lưu ý. Cái bài học lần này học cái này của chúng ta hai cái chúng ta một chúng ta học là chúng ta lý luận học là ví dụ viêm phổi chúng ta học bài viêm phổi học trên và nguyên nhân bệnh nguyên nhân có bài học trên và dạng của bệnh của bạn sinh lý và thông gì viêm gì và bạn xuất tiết xong vào phía nam và tất cả và sau từ từ đó chúng ta suy ra cái hình nghiệm xuống đến phía nam có những phía nam bốn kẻ đôi những kẻ có thành này nhưng các dễ hết luôn ta học dễ hết bạn học ta nhìn thẳng chứ nhớ và thành này chúng ta nhìn hình này chúng ta cứ nhớ mà cái này chắc là thường cái đạo của phổi chúng ta đọc cái này là dịch mạng phổi lúc đọc đăng ký mạng phổi chúng đọc là dạng dịch quả lúc đọc là vi phổi và đầu và lưu ý là một hình này nó có nhiều chuyện nó tác lực nó đừng có nhìn vào cái đạo của phổi liền mà chúng ta đọc là nốt phổi khối đại phổi cùng dừa thì bên phải nhìn nhiều đến của phổi để nó biểu hiện vi phổi và chúng ta lưu ý chỉ đọc bên này các bạn nhớ chưa rồi. Đối thiểu các bạn thì nhớ được đại khí quản viêm phổi là một ở bên trong viêm phổi chúng ta rồi chỉ đông đặc phổi chúng ta có cái khu vực cấp nó liên quan có cái màng phổi rồi sẹo phổi mình sẽ nhớ các đặc điểm hình ảnh các bạn khu phổi rồi tràng dịch tràng khí mạng phổi cái rất là nguy hiểm
Bài đọc của con có không ạ? Có, bạn hãy tên này có. À, nhưng mà quen thì gần các bạn. Ví dụ các bạn có thể đi lớp sàng và quen, còn các bạn sau này các bạn mà đi chuyên ngành thì vẫn là các bạn sẽ quen, còn không thì các bạn đi ngành khác thì chẳng cảnh bệnh nào mà chúng tôi cũng gặp được. Thì xưa mà đi lần đầu tiên đi vào đây, các bạn đi dài đây các bạn năm còn cũng đi sáu còn dài bài đầu tiên tôi nhận số cổ thứ sáu đấy, thì xưa mù mờ các bạn rất đọc có đi dài có và đi làm có và càng khi mà chúng ta đi nhìn về scroll xong rồi chúng ta nhìn lên CD cũng đọc lại rất là cũng sót nhiều mà khó thấy phải là không các bạn vì cái này chủ quan may chủ quan đã khá nhiều. Các bạn cần học nhiều về việc sau này chúng ta đã học nhiều xem cái quả lâm sàng rồi nhìn về học về đối tượng CD chúng ta mới mau lên đồ xin mời lên đồ mau lên đồ có hình gì nữa hình này các bạn để các bạn quen mà. Cái này giống đọc trên Xbox đó, giống đọc Xbox này. Thấy được bạn, thấy được mấy người các bạn? Thấy được bạn già không? Thấy được không? Thấy người đẹp không? Đúng chưa? Ủa bà già có kêu nói gì? Thấy bà già xấu cái gì? Phù thủy xấu mà. Mặt các bạn, có người thấy người đẹp, có người thấy bà già. Mặt các bạn, đây là mùi của các bạn. Đây là miệng cầm nhồn rồi. Còn cái này nhắc đến gần mà đây là con mi của mặt đây mùi đấy cái mã trên bình chúng các bạn cầm cầm tay. Như vậy cái này đọc cái score được vậy các bạn thấy nó cái u này các bạn là u thắt là giống cái này các bạn u này là u lành giống cái này thật sự là cái phim này chỉ có một sự thật các bạn còn mình mới đọc cái gì đâu các bạn chưa thấy một cái à là cái này là chủ quan của người đọc các bạn phải lưu ý đọc cái bài lưu ý khi đọc kết quả thì chúng ta lưu ý là xem là tin thuộc về chất lượng phim đó tức là các tiêu chuẩn cần có đọc các bạn cũng tài liệu thêm rồi hai bộ gặp phát hiện bất thường như vậy chúng ta sẽ đọc cái bình thường sau thì chúng ta bất thường như vậy chúng ta sẽ đọc bất thường là thành được các bạn phần mềm bất thường hay không xương có bất thường hay không rồi chúng ta xem màng phổi tên phổi vào trong cơ thân các bạn đặc điểm với cái phổi các bạn chúng ta xem hai bên các bạn so hai bên so từ trên dưới đặc điểm độ sáng màu đen của phổi trung thân thì chúng ta chủ yếu là cầu rồng trung thân và các bờ trung thân các bạn bờ trung thân đặc biệt sau này chúng ta hay quan tâm tới cái tim lợi trong lợi các bạn đo đường ngang của tim các bạn sau đó chúng ta phân nhóm gọi là các nhóm triệu chứng và các dấu hiệu nặng của nặng rồi sau chúng ta chẩn đoán chú ý trong chẩn đoán một phần chúng ta dựa vào hình ảnh thôi các bạn, một phần chúng ta dựa vào lâm sàng. Lâm sàng là gì? Ví dụ bệnh nhân có cái hình ảnh của bạn, ví dụ như là chúng ta gặp cái đám đám hồi này các bạn cái khối nó lồn nhồn các bạn hoặc là đông đặc đặc nhưng mà ví dụ là bệnh nhân trẻ tuổi các bạn nhỏ nó mới sốt hai ba ngày các bạn sốt sốt cao các bạn có cái gì đau thế nào có cái này nó bị trong các bạn rồi tàn các bạn dương tận lên thế nào so với người già cũng chỉ điều chỉnh âm thanh và chụp lên từ bên như vậy lâm sàng với người cái kinh nghiệm phổi bình phổi một bên người già bình phổi và sụt cân rồi to ra máu rồi nhiều cái các bạn cũng vậy trong bên chúng ta đời đấy cái kinh nghiệm còn bên kia chúng ta đời một cái bình nhạc của mình cái đường ống phổi còn phải chúng ta so sánh chung ruột mà một tổ chức một cái u mà nhưng mà xem cái tay ba chúng ta có u như vậy kích thước như vậy những năm như vậy không thay đổi như vậy tỏ ra một bệnh lý nặng là u lần còn nghĩa mà cái xưa cách đây khoảng năm trước mà năm một sáng ngày thì cũng lên ba sáng ngày các bạn như vậy là năm sau lên ba sáng ngày thì cũng được người lạ ta đặt cái ảnh ở những đầu và trong cái chẩn đoán các bạn thì chúng ta lưu ý là chẩn đoán chúng ta đưa vào chẩn đoán nhân bình đặc biệt là nhân tí tô là các cái bệnh lý về chấn thương viêm nhiễm u các bệnh lý khác như là bệnh lý trong bệnh lý bẩm sinh này vì sao cái nào lâm sàng gửi cái gì chúng ta hoặc là nặng gửi cái gì cao để đặt cái tên cái nào chúng ta nhìn thấy nhiều nhất đặt cái tên sau đó mình đặt các cái từ xuống dưới cuối cùng trong bảng kết quả chúng ta nên đề và sang khi tên chỉ được tên phim nghe này hoặc là được tên phim đền đường hoặc là CT scan hoặc làm các xét nghiệm khác chú ý thì hiện nay thì đề nghị phim nghe là được cả phim khác thì hiện nay chúng ta ít đề nghị rồi chúng ta đặt cái bất thường rất thẳng thì chúng ta chỉ đừng có làm CT scan thôi còn chúng ta chỉ đừng thêm làm
cái tư thế á, thì không thường làm tôi được nhắn tin thì ăn tiền thêm bạn mà thì bạn định gọi tôi sao ăn tiền à, ví dụ hình ảnh này bạn cầu thương có là ung thư có cầu thương rồi cầu thương gì bạn bất thường đấy là có bất thường một bên hai bên bạn hai bên bất thường này nhà gì bạn dạng nốt nóc lên đánh trắng đấy các bạn đánh trắng đông đặc phổi có không các bạn có à, đông đặc phổi có mặt thành phần cái này có mà có không được các bạn có thể bấm đảm thấy cái bơm rồi các bạn đảm bơm rồi rồi dạng quảng khí ở trong cái lỗ phổi đó các bạn đốt phổi của bạn có bằng cách đốt phổi dưới lòng các bạn đốt phổi bạn bơm lòng đốt phổi của bạn cái này vừa có cái đốt được phổi có đạm mà và cắt đốt phổi một khoảng kẹt vào cái đây mình đánh phối hợp nhưng mà cắt đốt phổi đây thì bạn đốt phổi khá nhiều đốt phổi cái này gợi ý của bạn di căn bệnh lý này di căn các bạn nhưng mà khi mà chạy đó bạn về mô tả tổn thương dạng đốt hai bên trường bạn lan vào hai bên trường nhiều vùng đáy phổi hai bên như phần như bụng cá có các tổn thương dạng phía nam và thông nhiệt phổi trải rác người chạy đó nghỉ nhiều đến di trong phổi chạy đó nhân viên viêm phổi bụng cá các bạn được cảnh giới nhưng mà những bệnh nhân này mà có một cái ung thư mà từ trước nhiều ung thư gan thứ đại tràng thì cái bệnh này thì chẩn đoán chúng ta là di căn phủ đầu còn nếu bệnh nhân có gì hết các bạn có tiền sử hết thì chúng ta cần làm chẩn đoán cái bị gì vào thì đó để chắc mình đánh sai sót các bạn cho nên nếu đề nghị làm gì các bạn xin đi xem nếu làm bởi vì chúng ta đổ áo cầu chúng ta nghi ngờ gì căn đây cần khám sát cái bệnh lý xin đi cho trên chúng ta các thông tin khác các bạn ví dụ như là cùng tới này các bạn chúng ta thể đánh giá cảm thấy chúng ta cái này có không các bạn các tổn thất các tổn phổi các tổn thương về xương như thế này thì xương sẽ khó thấy sự tinh tế dễ hơn à cùng chỉ được nghe có được cái này các bạn thấy một số cái thôi cũng nhanh các bạn về cái nắm những cái thực tế cơ bản của một phim x quang đường về các tạo hình các tầm độ cơ bản các bất thường để của bạn giải phẫu một số cái tiền học cơ bản cho nên là chúng ta xem nhóm cái nền trắng nền đen giáp phổi màng phổi rồi các đập tim vẫn phải cái này ta còn nhiều vấn đề ta chưa nghiên cứu thứ nhất là vấn đề thành ngực chưa ngực xương các bệnh lý về tổn thất về các bệnh lý tim mạch thông tin là hay mà các bệnh lý bẩm sinh đó số đại chúng ta chưa tâm lạnh như vậy điều những cái này tình cảm chúng ta thường gặp hàng ngày ta có thể xử lý vấn đề này để chúng tôi cũng đã trở nên là quan trọng nhất để giới thiệu các bạn để các bạn hỏi nhanh cái này có phần nào thì mới lại Thank you.
cái đó. Như vậy phần phân tích phim mà tôi đi dùng số cái này. Thứ nhất là chúng ta phân biệt các tổn thương ở trong tim đường thẳng của nó sự trong hình, và sự trong hình này thì khó để chúng ta biết cái đó thuộc thành ngực. Ví dụ tổn thương ở đây không? Thì chúng có thể thuộc cái gì? Có thể thuộc thành ngực phía trước, có thể thuộc màng phổi phía trước, có thể thuộc phổi, có thể màng phổi phía sau, có thể thành ngực phía sau ở trong hình. Tức là các hội chứng này thì giúp chúng ta phân biệt được đâu là thuộc thành ngực mà phổi có phổi để trong ủy ban khi chúng ta xác định. Ngoài ra chúng ta có một số dấu hiệu không nặng, dấu hiệu nhiều. Và các dấu hiệu này chúng ta cũng không nhanh và phân tích nhanh. Ví dụ dấu hiệu bóng mờ đến đi dừng, dấu hiệu ngực bùng, dấu hiệu cổ ngực, dấu hiệu sơ đồ, dấu hiệu mạng ấu, dấu hiệu trồng phổi, dấu hiệu viêm và thắng áp nhiều. Như vậy nhìn vào này, nhìn vào là chúng ta bằng thẳng ở cái chạy đoạn thấp thay. Dấu hiệu bóng mờ, dấu hiệu xóa mờ đấy. Nếu hai dấu hiệu này thì có thế này, nếu hai cấu trúc cùng nồng độ nước khi tiếp xúc với nhau thì xóa mờ, không tiếp xúc thì không xóa mờ, có tiếp xúc thì xóa mờ, nếu cùng nồng độ nước. Dấu hiệu này chúng ta là xác định vị trí của các tổn thương trong lồng ngực, xác định vị trí các tổn thương trong lồng ngực dựa vào sự tương quan giữa với các tổn thương trong lồng ngực. Ví dụ cái tổn thương đó nằm sát cái bờ tuyến phải, khi nó tiếp xúc với nhau thì xóa bờ tuyến phải là chứng tỏ là tổn thương đó nằm sát bờ tuyến phải, thì đó là ví dụ. Và tổn thương xóa cái quay đầu cùi bằng thì tương thuộc về phía cái sau và phía sau, xóa bờ cũng chủ chứng tỏ là sau, ví dụ như vậy. Các bạn biết cái này các bạn thấy cái hình này không? Đây là bờ tim nha các bạn, bờ tim cho kia các bạn, đây là bờ tim bên trái, bờ thất trái các bạn, bờ tim vậy cho kia thành đường này đi. Đây là cái bọng ngực, cái bọng mũ mà bạn thấy bọng này chưa? Như vậy cái bờ tim này khi đi qua cái bọng mũ các bạn vẫn thấy đi qua bên kia, cái bọng mũ này bờ này khi đi qua bờ tim chúng ta vẫn thấy đi qua bên kia. Vậy hai cái này tôi gọi là không xóa bờ. Vậy chứng tỏ hai này nằm hai mặt bằng khác nhau, một cái nằm thành ngực, một cái nằm thành tim, đó là không xóa bờ. Còn bên này các bạn, đây là tổn thương mà. Vậy tổn thương thương này chúng ta có còn thấy bờ tim phía phải không các bạn? Có còn thấy bờ tim phải không các bạn? Bờ tim phải còn mà, bờ tim phải các bạn chúng ta thấy bờ tim phải mà. Vậy chứng tỏ khi một cái bờ tim bên phải này khi đi ngang qua cái vùng bất thường này mà chúng ta không thể bờ tim, chứng tỏ là